ta yêu cầu mình là định dạng bảng đúng không? Các bạn cứ định dạng ở đây trước, là các bạn kẻ khung trước đi, rồi tí nữa muốn đẹp rồi tính sau nha. Rồi bảng 2 của mình kẻ khung trước đó, mình cứ kẻ khung trước như vậy. Rồi sau này mình làm xong bài rồi bắt đầu mình mới mới làm cho nó đẹp sau. Tiếp theo là tên hàng dựa vào mã hàng trong bảng 1. Đây, bảng 1 ở đây, mã hàng ở đây. Ngày chỗ này bảng 1 người ta cho dữ liệu nằm ngang, cho nên là chúng ta dùng gì các bạn? Dùng gì? VLOOKUP. Lấy cái gì để dò đây? Bài này rất là dễ, có sẵn mã hàng rồi, chúng ta chỉ đi dò thôi. Còn bài mà chưa có mã hàng thì chúng ta phải tách mã hàng rồi mới đi dò được. Nhớ F4 lại. Rồi nếu tìm thấy thì trả về cột 2, tìm số 0 là chính xác. Đó, như vậy thì chúng ta đã tìm được cái tên hàng rất là đơn giản. Rồi tên công ty VLOOKUP. Đây, mã công ty phải tìm ở đâu? Tìm ở đây. F4 lại. Phải, nếu tìm thấy trả về dòng 2, phải kiểu 0. Đó. Như vậy thì các bạn thấy là tên công ty VLOOKUP AB. 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 Nếu tìm thấy trả về dòng 2 kiểu dò tìm không. Rồi chúng ta xem thử là cái chữ AB này và chữ AB này có giống nhau không. Nhiều khi là cái bạn gõ đó, là mình gõ nó bị thừa ký tự chẳng hạn. Này, vấn đề là chỗ này tại sao nó không ra đây? À, quên, ở đây là mình dùng H chứ, bởi vì dữ liệu cho theo bảng ngang mà, làm sao mình dùng B được đúng không? HLOOKUP nha. À, thầy bị nhầm tí xíu. HLOOKUP. Ok. Rồi chúng ta đã có dữ liệu, bởi vì dữ liệu là cho theo cái dạng là đứng này nè. À, mã trên kết quả dưới, cho nên chúng ta phải dùng HLOOKUP. Rồi đơn giá, bây giờ vấn đề là ở chỗ đơn giá nè, khó là chỗ đơn giá. Nếu các bạn gặp cái đề mà các bạn không biết làm đơn giá thì các bạn cứ cho số liệu vô đây, gõ vô. Sau khi mình có đơn giá như vậy thì mình làm thành tiền ha. Câu nào thiếu thì không có chấm điểm câu đó thôi. Nhưng mà lấy dữ liệu đó để làm những câu sau thì ok, câu sau vẫn tính điểm bình thường. Đơn giá chúng ta dựa vào mã công ty và mã hàng. Thì giống như cái bài hôm trước, chúng ta sử dụng hàm index cho nó dễ nè. Index cái gì? Index cái bảng này nha, cái bảng nhỏ này thôi nhé. Index bảng nhỏ này, F4 lại. Phải. Rồi, người ta nói là dòng. Làm sao mình biết dòng mấy? Vậy dòng là nó dựa vào cái mã công ty. Thì mình sẽ dùng hàm map. Dùng hàm map để nó tìm thử mã công ty là ở vị trí nào. Như vậy chúng ta sẽ lấy mã công ty, phải dò ở trong cái vùng này. F4 lại. Phải kiểu dò số 0 chính xác. Rồi, đó là dòng máy. Bây giờ đến cột nè, column, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ lấy map của gì? Của mã hàng. Phải dò trong vùng nào? Dò trong vùng của mã hàng ở đây. Và các bạn nhớ nhấn F4 lại, kiểu dò là không. Như vậy chúng ta đã có dòng nào, cột nào, của bảng nào mà chúng ta lấy được đơn giá. Được chưa nào? Rồi phân tích lại cái này. Chúng ta có index dò ở đâu? Mà dò ở cái bảng nhỏ này nè, thấy không? Rồi tiếp tục với dòng thì trả về dòng nào. Như vậy các bạn có thể tách cái hàm map này ra để các bạn xem kết quả của hàm map này là cái gì. Đó, các bạn có thể tách nhỏ ra. Ví dụ ở đây thì dò theo công ty trước, thì ở đây nó là công ty An Phước,
An Phước người ta cho ở đây, dòng này là dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4. Như vậy An Phước nó trả về dòng 4. Được chưa nào? Tương tự như vậy, mình tách cái phần mát ở phía sau này ra. Đó. Như vậy chỗ này 41 tức là dòng 4 cột 1. Dòng 4 cột 1 An, dòng 4 cột 1 An Phước Auto. Đây có phải là An Phước Auto không? Giả sử chỗ này dòng 3 cột 4. Dòng 3 cột 4 là Việt Tiến quần jean. Dòng 3 cột 4. Cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 là Việt Tiến quần jean là 250k. Dòng 3 cột 4 250k. Được chưa nào? Đó. Như vậy chúng ta tách công thức ra, chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Rồi đến tiếp thành tiền. Người ta nói là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Nếu là công ty An Phước hoặc hoặc nhé, số lượng trên 100 thì thành tiền giảm 50, giảm 5%. Như vậy mình sẽ thử nè, bằng nếu công ty An Phước hoặc, như vậy mình nghe chữ hoặc thì mình sẽ dùng hàm or. Hoặc cái gì? Công ty là An Phước, như vậy mã công ty bằng AP. Đó, công ty bạn An Phước hoặc hoặc gì? Hoặc số lượng lớn hơn 150, đúng không nào? Công ty bằng An Phước hoặc số lượng lớn hơn 150. Đây là cái điều kiện. Nếu đúng như vậy thì giảm 5%. Đó, bây giờ thầy ghi cái này trước nha. Còn không thì giảm 0%. Rồi, như vậy để làm gì? Để mình biết được có đúng như vậy hay không. Đó, cái này là An Phước. Cái này là số lượng trên 200, trên 150. Đó là hai cái này được giảm. Nhưng mà khi người ta nói giảm 5% thì thực chất là còn lại bao nhiêu phần trăm mấy em? Mình phải 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 thanh toán bao nhiêu phần trăm? À, 95 thì mình để chỗ này 95. Còn cái đồng chí phía sau này không giảm có nghĩa là bao nhiêu phần trăm? 100% nha. Đó. Như vậy thì mình thấy ở đây trước cái đã nè, từ từ mình làm từ từ từng bước. Và đây có phải là kết quả chưa? Chưa nha. Cái này mình chỉ tính giảm giá thôi. Bây giờ kết quả phải bằng số lượng nhân đơn giá nữa. Như vậy cái này mình nhân ở ngoài, nhân với số lượng, nhân với đơn giá, tức là mình làm đúng cái thành phần nào đó cái đã. Đó, bây giờ mình bấm vào đây để cho nó hiển thị cái phân cách phần ngàn cho mình dễ thấy. Được chưa nào? Như vậy sau khi tính kết quả thành tiền, chúng ta đã thấy công thức là nếu như đồ An Phước hoặc là số lượng trên 150 thì giảm 9, giảm 5%, tức còn 95, còn không giảm tức còn 100%. Như vậy mình lấy cái đáng nhân với số lượng nhân đơn giá là nó ra thành tiền của mình, được không? Đối với cột khuyến mãi, người ta nói cột khuyến mãi là quần jean của Việt Tiến. Như vậy mình sẽ có cái điều kiện and là quần jean Việt Tiến hoặc áo sơ mi. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng một điều kiện and và một điều kiện hoặc. Bằng nếu điều kiện hoặc là điều kiện bên ngoài, rồi cái thứ hai là điều kiện and. And cái gì? Quần jean, tức là mã hàng, bằng QC và của công ty Việt Tiến, tức là mã công ty bằng Việt Tiến. Đó, quần jean và mã công ty bằng Việt Tiến, được không? Ừ. Rồi đó là cái hàm and đầu tiên, hoặc mã hàng bằng gì? Bằng sơ mi. Đó, như vậy các bạn nhìn kỹ lại công thức nha. Thì chỗ này chúng ta tặng cà vạt. Còn không thì chúng ta để trống. Đó, được chưa nào? Tặng cà vạt, còn không thì chúng ta để trống.
có hai bạn được tặng cờ vạt, còn những bạn khác là để trống, được chưa? Như vậy thì chúng ta thấy là cái này cũng thực sự rất là dễ. Các bạn coi kỹ lại công thức nha. Ở đây là quần jean của Việt Tiến, mình dùng hàm and. Rồi, hoặc là áo sơ mi. Đó, rất là rõ ràng. Quần jean của Việt Tiến thì gì cũng này, hoặc áo sơ mi thì tặng cà vạt. Đó, như vậy rất là dễ, không có khó gì hết. Bài này nếu mà bạn nào chăm chỉ học từ đầu, những bộ Excel làm bài đầy đủ, kể cả những bài mà thầy đưa từ cơ bản đến nâng cao, thì bài này thực sự là không khó nha. Cho nên là sau này các bạn lỡ mà có fail thì cũng đừng có trách thầy là thầy cho bài quá khó. Nhưng trước tiên phải trách mình xem thử đã chuyên cần hay chưa, đã làm bài những bài thầy đưa hay chưa nhé, rồi mới trách nha. Hy vọng là lớp của chúng ta sẽ đậu hết với những cái bài tập này. Với trong quá trình dạy thầy hỏi là có gì để hỏi không, đa số là các bạn không hỏi gì hết, mà điều là im lặng là đồng nghĩa với lại đồng ý là không hỏi gì hết, tức là chúng ta đã làm được rồi. Và thầy nghĩ đó là thầy tin các bạn đó là điều đúng đắn. À, thầy tin các bạn là các bạn trả lời thực sự theo cái thực chất của các bạn. Tổng tiền nhưng mà có điều kiện. Tổng thì tất nhiên là mình dùng sum, nhưng có điều kiện là của nhà bè hay là của Sacaco thì tất nhiên là phải có gì, sum sum if. Trước tiên người ta nói là ren, rồi cái secretary là điều kiện. Như vậy ren tức là điều kiện trước ha, cái vùng để dò điều kiện, mà nó có chữ nhà bè hay là Sacaco. Như vậy cái này chúng ta sẽ suy nghĩ đến việc là phải dò tên công ty tùy theo cái cách của người ta nghe. Rồi điều kiện thì chúng ta được điều kiện ở đây phải vùng tính sum rent. Như vậy thì người ta tính tổng tiền thì tất nhiên là chúng ta đi tính tổng của thành tiền này rồi. Nếu như người ta nói là bạn hãy tính tổng cái số lượng bán chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ đi tính tổng cái số lượng bán, được chưa nào? Nếu như trong đề người ta yêu cầu cái thành tiền này đó, sẽ được định dạng theo dạng là tiền Việt chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng định dạng là thăng chấm thăng thăng cách ra, rồi bạn sẽ đưa cái dấu đô la vô, đô la để cho nó sẽ định dạng là tiền tệ nha, Việt Nam đồng, định dạng là cái mà chúng ta đang làm là currency. Rồi chỗ này nó có dấu chấm dư rất là kỳ đúng không? Rồi các bạn cho không. À đúng rồi, thầy bị nhầm, thầy đang dùng chữ Anh thì chỗ này là dấu phẩy, thầy đang dùng chữ Anh thì chỗ này là dấu phẩy. Đó rồi, như vậy là chúng ta sẽ không 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 có một cái số lẻ nào ở phía sau, và chúng ta sử dụng là dấu phẩy để phân cách phần ngàn. Nếu bạn nào dùng theo chuẩn Việt thì chỗ này các bạn sẽ để dấu chấm, được chưa nào? Rồi Việt Nam đồng đó, là chỗ này mà nó bị cái dấu này đó thì rất là đơn giản là cái cột này nó không đủ rộng thì nó hay bị lỗi cái đó. Các bạn có gì kéo ra, tương tự mình copy xuống đây. Như vậy cái copy này hôm trước mình cũng đã nói rồi đúng không nào? Cái này gọi là format painter. Các bạn chọn cái ô nào bạn muốn lấy mẫu, chọn cái ô lấy mẫu trước, sau đó chọn cây chổi. Giống như chỗ này là thùng sơn, mình lấy cây chổi mình chấm sơn vô đây ha. Mình chọn ô xong mình bấm cây chổi, sau đó mình kéo cái cây chổi xuống cái vùng mà mình muốn dán ra thì chúng ta đã có được dạng. Rồi các bạn thấy là ở cái phần này các bạn tạo ra được một cái dạng rất là đơn giản cho cái bài của mình đúng không nào? Như này qua đây các bạn thấy là mình làm cái này, tại vì hồi nãy giờ thầy vừa làm thầy giảng giải, nếu như không thì chúng ta làm nhanh thì khoảng cỡ 10 phút là chúng ta làm xong rồi, chứ không cần phải đến 30 phút đâu nhé.